Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh đọc sách truyện của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đọc tiếp chương 4, chuyện nhân cách nguy hiểm. Em đang phải giảm tốc độ đọc lại, nếu không thì em sẽ chết cổ họng. Đọc một lúc phải nghỉ một lúc. Trước khi bắt đầu tư vấn, bác sĩ Ngô đặt ống dẫn nhiệt xuống, lại mở hồ sơ ra. Và mấy chuyện đấy cả 800 chương với cái tốc độ đọc của em là 800 chương đấy thôi. Còn khớp phải đọc xong hết. Cái phải cái kiểu mà như gọi là bán quần áo ấy, hay là mấy bà đi bán đông lát ấy, người ta nói giọng suốt ngày hay cái giọng hay của mấy bà như thế, nó không bị đau đau họng. Trên hồ sơ của chị Thanh có một hồ sơ khác chồng lên. Anh vô tình nhìn trộm hồ sơ của người khác, nhưng mà trang hồ sơ này sự khó thì người ta không chú ý. Đó là một tờ hồ sơ hoàn toàn trống trơn. Không hẳn ạ. Có anh 100 cái rồi, sắp 100 cái rồi, em sắp phải quất về cái đấy rồi. Cả tiếng Anh không? Thế tiếng Anh thì nó cũng là một khoảng Nó vẫn là một khung ảnh như thế. Bác sĩ tâm lý sẽ viết kết quả à, chẩn đoán và đánh giá ở qua mỗi giấy. lần trò chuyện Em cũng với đang tìm người giấy. đến tư vấn. Và người ấy làm sao? Em cũng đang nghĩ cái đó. Nhiều nhiều cái hình thù thế. Đây. Nhưng mà trong trang hồ Phải sơ sơn này kẻ ngoại đã ạ. không có câu nào. Cả tờ giấy trống không, không có bất cứ vết chữ nào. Chỉ trong cột họ tên trên cùng điền hai chữ giải lâm. Chị ấy bảo là anh cầm cả gói theo đi anh. Có mấy đâu Hey. ý của chị ấy là sao anh tiện thể Anh vứt rác cho chị mà ấy luôn. chết em. Sao? Em đang không hiểu nó quay cái gì. What? Nãy giờ vẫn chưa hiểu. Ý là nếu mà vật như này xong em chơi game thì em đâu có nhìn thấy cái thời gian đâu á. À, thì em Giải nhìn lâm là mình có thể giảm. mình Giải lâm đi là ra ngoài cái với này Tiếp xong Tân. em tham gia Sau khi game về chơi lại được chỗ mà. làm việc của mình, Tiếp Tân lại tiếp tục cảm thán. Người như anh giải rốt cuộc có vấn đề gì nhỉ? Lần trước tôi nghe bác sĩ Ngô gọi điện thoại. Trong phải để như nó rồi. Đúng không? Hoặc là để màn hình nhỏ như em, hoặc là chị đang ấy thì thỉnh thoảng check thời gian. Một người khác nhỏ giọng nói. Nó là 10 năm gần đây, ông Đang chưa để từng gặp tình huống thế này. làm Không nhìn ra được. Tại vì nếu như chị không để ý là chị không quay màn hình ấy, mà để chị là để chỉ quay cái bộ show, kể cả chị có thoát ra thì cái màn hình stream của nó vẫn là cái màn hình đấy, là không ảnh hưởng gì. Lần trước tôi nghe bác sĩ Ngô, trừ nó khi là thoát chị ra tắt file xuống thôi thì nó sẽ đen tưởng thui. là nó sẽ Chỉ trừ khi chị ẩn file xuống thì nó sẽ đen thui, đúng không? Nó vẫn ở đấy. Tại vì chị vẫn đang bật nó. Thôi, giải thích tóm lại chị có thoát ra thì cái màn hình vẫn y nguyên, không nên giải thích phức tạp. ngồi càng tỏ cho bất cả bất hình. Lần trước tôi nghe bác sĩ gọi điện thoại. Một người khác nhỏ giọng nói. Đó là 10 năm gần đây, ông chưa từng gặp tình huống thế này. Có thế bao giờ mọi người đi tà xùa? Không nhìn ra được gì cả. Hình như rõ ràng không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ mỗi tuần đều phải đến một chuyến. Lúc này, nhân vật chính trong câu chuyện đang ngồi ở trên sofa ở công vụ tích khách để chờ xe. Con mèo nằm bên cạnh anh đúng lúc tỉnh ngủ, con mắt ngái ngủ, kẻ lưỡi da bị mỏng. Sài Lâm nhìn nó, vươn tay muốn sờ đỉnh đầu nó. Nó ngồi ở đó, vừa nhìn, vừa mỉm cười. Tiếp người sẽ tạo thiện cảm cho người khác. Nhưng mà con mèo kia lại giống như bị điện giật toàn thân. Tại Sài Lâm còn ngồi ở trong không trung, con mèo đã lập tức xù lông, chạy nhanh đi trước. Thời gian tư vấn tổng cộng 1 tiếng, đều là những câu hỏi bình thường không quan trọng. Chẳng qua là vì chuyển từ trong miệng của bác sĩ tâm lý này sang miệng của vị bác sĩ tâm lý khác. Lặp lại một lần. Bác sĩ Ngô cũng không biết lần tư vấn này của mình có hiệu quả hay không. Vị khách họ chỉ kia ngồi đối diện ông, cả quá trình trên mặt không có chút biểu cảm. Hết thời gian tư vấn rồi, bác sĩ Ngô đứng dậy, theo thói quen bắt tay tạm biệt với khách hàng. Hy vọng lần tư vấn này có thể giúp đỡ cậu. Tôi rất có lòng tin với cậu. Mong cậu có thể có đủ lòng tin với bản thân. Chị Thanh định đặt xe trên điện thoại, găng tay vừa vặn, cởi xuống được chiếc. Ai phóng cái này cho to màn hình thì nó mới không hiện cái này đúng không? Đúng không? Đợi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video đọc truyện tiếp theo nha. Ok.
Bye bye mọi người. Có cái này này.